Thân chào các em học sinh trường tiểu học An Phú Tây 2 đến với chương trình dạy học trực tuyến. Các em quan sát bức tranh này có quen không nào? Thì bức tranh này là bức tranh trong bài tập đọc kho báu. Hôm nay chúng ta cũng sẽ qua một bài, đó là bài kể chuyện kho báu. Thì ở bài tập đọc kho báu chúng ta đã tìm hiểu nội dung của bài này rồi, và hôm nay chúng ta dựa theo các gợi ý dưới đây, chúng ta sẽ kể lại từng đoạn câu chuyện kho báu. Về gợi ý, thứ nhất là đoạn 1. Hai vợ chồng chăm chỉ. Chúng ta có một số ý như sau: hai vợ chồng thức khuya dậy sớm, không lúc nào ngơi tay để có một kết quả tốt đẹp. Đoạn thứ hai là đoạn người cha dặn con rằng đến tuổi già, hai người con thì lười biếng, là lời dặn của người cha như thế nào. Đoạn thứ ba là đoạn đi tìm kho báu. Hai người con đào ruộng tìm kho báu nhưng không thấy kho báu, và cuối cùng đã hiểu lời dặn của người cha. Thì đây là những gợi ý, các em sẽ dựa vào những gợi ý này để kể lại chi tiết từng đoạn câu chuyện nhé. Bây giờ các em suy nghĩ cho cô trong vòng 2 phút để chúng ta sẽ kể lại câu chuyện nhé. Rồi, cô đi vào từng đoạn cụ thể nè. Về đoạn thứ nhất, hai vợ chồng chăm chỉ. Thì hai vợ chồng luôn thức khuya dậy sớm, đi ra đồng từ lúc gà gáy sáng và trở về nhà khi đã lặn mặt trời. Không lúc nào ngơi tay, hai vợ chồng vụ lúa thì họ cấy lúa, gặt hái xong thì lại trồng khoai, trồng gà, không cho đất nghỉ ngơi. Và để có một kết quả thật là tốt đẹp là họ có một cơ ngơi đàng hoàng. Đoạn 2, hai vợ chồng chăm chỉ. Thì đến lúc tuổi già, hai ông bà càng ngày càng yếu. Và hai người con thì lại lười biếng, hai người con luôn mơ chuyện hão huyền. Lời dặn của người cha như thế nào nè? Thì người cha dặn lại rằng ruộng nhà có một kho báu, các con hãy tự đào lên mà dùng. Đoạn 3, đoạn đi tìm kho báu. Hai người con đào ruộng để tìm kho báu. Thì theo lời người cha, hai người con đào bới cả đám ruộng. Nhưng họ không thấy kho báu. Họ đành trồng lúa, nhờ làm đất kỹ mà vụ ấy lúa bội thu. Cuối cùng, họ đã hiểu lời dặn của người cha. Mấy vụ lúa liền, lúa bội thu, lúc ấy họ mới hiểu lời dặn của người cha. Thì trên đây là những gợi ý rất chi tiết về ba đoạn. Bây giờ các em hãy ở nhà, các em kể lại từng đoạn trong câu chuyện này cho ba mẹ, ông bà mình nghe nhé. Tiết học của chúng ta đến đây cũng kết thúc. Thì cô mong rằng qua bài này các em hiểu được rằng kho báu không ở đâu xa, không phải ở đâu xa xôi chúng ta phải đi tìm cả, mà đó chính là công sức lao động của chúng ta. Khi chúng ta có lao động thì chúng ta mới có được những cái thành quả tốt đẹp, và chính sự lao động cần cù đó mới mang lại cuộc sống ấm no và hạnh phúc cho chúng ta. Cô chào tạm biệt các em, chúc các em học tập thật tốt nhé. Mến chào các em.